hoàng anh xin kính chào và rất cảm ơn quý vị đến theo dõi bản tin trên kênh culture channel mang đến những tin tức cập nhật mới nhất về canada và thế giới do tạp chí culture magazine thực hiện là tờ tạp chí văn hóa đời sống anh việt đầu tiên tại canada sau đây mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp vào cuối tuần với những tin tức đáng chú ý mở đầu với phần tin canada và để ủng hộ cho kênh xin quý vị đừng quên nhấn nút like subscribe kênh chia sẻ phản hồi và chia sẻ video rất cảm ơn quý vị và các bạn Thưa quý vị, Canada đang trục xuất nhiều người nhanh hơn, làm giấy lên lo ngại từ nhóm ủng hộ người di cư. Dựa trên dữ liệu của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada CBSA, mạng lưới quyền của người di cư cho biết chỉ riêng trong nửa đầu năm 2023 đã có 7.032 người bị trục xuất khỏi Canada. Con số này đang trên đà vượt xa số vụ trục xuất trong toàn bộ năm 2021 và 2022. Trung bình có 39 người bị trục xuất khỏi Canada mỗi ngày trong năm nay. Để so sánh thì vào năm 2021, trung bình có 21 người bị trục xuất mỗi ngày và vào năm 2022, trung bình có 23 người bị trục xuất mỗi ngày. Những người ủng hộ tin rằng có tới nửa triệu người không có giấy tờ hợp lệ đang sinh sống ở Canada, bao gồm những người xin tị nạn, cựu sinh viên quốc tế, người lao động nhập cư và con cái của họ. Bộ trưởng nhập cư, người tị nạn và quốc tịch ông Mark Miller cho biết, ông cam kết sẽ giải quyết vấn đề này trong những tháng tới. Lời hứa vẫn còn, Ông Mark Miller nói trong một cuộc họp báo đề cập đến cam kết của chính phủ trong việc mở rộng chương trình chính quy hóa tình trạng nhập cư. Một nhóm ngoại trưởng của chính quyền Palestine, Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau vào hôm thứ Bảy tại Ottawa với Ngoại trưởng Melanie Jolie và Thủ tướng Justin Trudeau với mục đích thảo luận về cuộc chiến Israel-Hamas. Cuộc họp được lên kế hoạch lặng lẽ tập trung vào những cách mà các quốc gia có thể hỗ trợ bảo đảm hòa bình cho người Palestine và người Israel. Kể từ khi chiến binh Hamas phát động một cuộc tấn công chết người ở Israel vào ngày 7 tháng 10, Ngoại trưởng Canada bà Jolie đã chủ trì phái đoàn với tên gọi là Hội nghị Thượng đỉnh Bất Thường giữa Ả Rập Hồi giáo. Cuộc gặp đánh dấu chuyến thăm đầu tiên tới Canada của Ngoại trưởng Ả Rập Saudi kể từ sau căng thẳng ngoại giao về các vấn đề nhân quyền vào năm 2018. Khi thủ đô Riyadh đã triệu hồi đại sứ của họ khỏi Ottawa và trục xuất đại sứ Canada, văn phòng của bà Julie cho biết các bộ trưởng đã thảo luận về các con đường chính trị hướng tới một đền hòa bình toàn diện và lâu dài, với trọng tâm là quyền tự quyết, nhân quyền và an ninh cho người Palestine cũng như là người Israel. Phái đoàn đã đến thăm Ottawa sau khi tới Washington, nhóm đã gặp gỡ năm thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và chủ tịch Liên minh Châu Âu và Tây Ban Nha khi cuộc chiến Israel-Hamas bước sang tháng thứ ba, các nhóm ủng hộ Palestine đã tập trung tại Ottawa vào tuần thứ 9 liên tiếp để kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Cuộc tuần hành do Palestinian Youth Movement tổ chức đã bắt đầu vào chiều thứ Bảy tại Đài tưởng niệm Human Rights Monument trên Elgin Street ở trung tâm thành phố Ottawa về phía Đại sứ quán Hoa Kỳ. Không có bài phát biểu nào, chỉ có sự đoàn kết. Một bài đăng quảng bá về cuộc tuần hành cho hay, cùng với đó là thông điệp hãy đoàn kết và lên tiếng nhóm này đang kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn trong khu vực, chấm dứt sự hỗ trợ của Canada cho tội diệt chủng, chấm dứt cuộc bao vây ở Gaza và sự chiếm đóng của Israel. Thông điệp này vẫn giống nhau kể từ khi Israel phát động cuộc phản công sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Các cuộc biểu tình trước đó ở Đội Quốc hội vào mùa thu năm nay đã thu hút hàng chục ngàn người ủng hộ, bao gồm cả một số chính trị gia, với các cuộc tuần hành tràn ngập đường phố với cờ Palestine và tiếng hô vang. Thủ tướng Justin Trudeau trước đó đã bác bỏ lời kêu gọi Canada nên đưa ra yêu cầu ngừng bắn. Giá cả và lãi suất cao đang chèn ép túi tiền của người dân tỉnh bang Ontario, chuyên gia nói gì về chi tiêu cho kỳ nghỉ lễ năm nay? Các chuyên gia bán lẻ, du lịch, nông nghiệp và thực phẩm đã chia sẻ những hiểu biết và đưa ra lời khuyên về những điều mà người tiêu dùng cần biết trong mùa lễ hội này. Sau đây là thông điệp về chi tiêu đến từ các chuyên gia trong ngành về bán lẻ, cô Lisa Hutcherson là đối tác quản lý của JC Williams Group tại Toronto cho biết ngành bán lẻ đang có vẻ lạc quan một cách thận trọng trong mùa nghỉ lễ này. Bà cho rằng phần lớn là do người tiêu dùng đang chi tiêu khác so với những năm trước bằng cách tận dụng các ưu đãi và giảm giá. Kết quả của các đợt giảm giá Black Friday và Cyber Monday tăng lần lượt hơn 7% và gần 10% là một minh chứng cho điều này. Bên cạnh đó, khách hàng cũng chủ động tìm cách để đạt được giá trị cao nhất cho đồng đô la. Khi tính đến lạm phát cho mỗi lần giao dịch, nhất là khi Ngân hàng Canada đã giữ lãi suất cơ bản ổn định ở mức 5%. 83% trong số 1.507 người Canada được công ty tư vấn KPMG khảo sát từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 cho biết họ thận trọng hơn trong việc chi tiêu cho năm nay so với năm ngoái. Thông điệp của cô Hutchinson là Người tiêu dùng, nếu bạn thấy thứ gì đó phù hợp với túi tiền của mình, bạn nên mua nó. Về du lịch, giống như ngành bán lẻ, nhiều người cũng có cảm giác lạc quan khi đi du lịch trong mùa nghỉ lễ này. Đó là theo nhận định từ Barry Choi, chuyên gia du lịch và tài chính cá nhân tại Toronto. Mặc dù du lịch hiện nay rất đắt đỏ, nhưng cô Choi cho biết ngay cả những gia đình cắt giảm chi tiêu cũng đang ưu tiên du lịch như một khoản chi phí xa xỉ mà họ sẵn sàng vung tiền. Để tiết kiệm chi phí đi lại, Cô Choi khuyên là bạn nên lập kế hoạch càng xa càng tốt, lựa chọn vé máy bay từ thứ ba đến thứ năm và bay các chuyến bay đêm thường rẻ hơn là chuyến bay buổi sáng. Tiếp theo là về cây thông Noel. Theo Shirley Brandon, giám đốc điều hành của nông dân cây Giáng sinh ở tỉnh bang Ontario, giá cây Giáng sinh ở Canada đã tăng 5% so với năm ngoái. Chi phí phân bón, bảo hiểm, thủy điện và lao động cao là một số lý do khiến cho chi phí nông nghiệp tăng cao, Giám đốc Brandon cũng khuyên là người tiêu dùng hãy nên đến tận nơi mà bán cây thông Noel để khám phá các chủng loại, kích cỡ cũng như là giá cả khác nhau trong năm nay. Về thức ăn, theo phòng thí nghiệm phân tích thực phẩm nông nghiệp của Đại học Dahusi, các món ăn truyền thống trong dịp lễ có thể cần phải được loại bỏ trong mùa này. Đặc biệt là giá gà Tây đã tăng 5%, khoai Tây thì tăng 6,6% và cà rốt đã tăng 12,8%. Dữ liệu cho thấy, Người Canada chế biến một bữa ăn gồm gà Tây truyền thống với các món ăn kèm rau củ và món tráng miệng cho 4 đến 6 người, có thể phải trả trung bình 104 đô la 85 cent. Tỉnh bang Quebec thông qua dự luật cải cách chăm sóc sức khỏe sâu rộng. Sau khi ngồi xuống thảo luận, các thành viên của cơ quan lập pháp tỉnh bang Quebec cuối cùng đã thông qua dự luật 15 để cải cách mạng lưới chăm sóc sức khỏe với 75 phiếu thuận và 27 phiếu chống dự luật 15 đã là chủ đề của hơn 200 giờ nghiên cứu trong Ủy ban Quốc hội. Tại cuộc họp báo vào sáng thứ Bảy, Bộ trưởng Y tế Christian Dubé đã hoan nghênh việc thông qua dự luật này, nói rằng ông tin rằng nó sẽ có tác động tích cực đối với bệnh nhân trong bệnh viện, điều mà các đảng đối lập hết sức nghi ngờ. Đặc biệt là ông Dubé lưu ý rằng, cải cách của ông sẽ giúp cho người dân Quebec tiếp cận tốt hơn với các bác sĩ chuyên khoa. Hơn nữa, bệnh nhân sẽ có thể tìm kiếm điều trị ở bất cứ đâu, bất kể mã bưu chính, tức là postal code của họ, và sẽ được cung cấp giải pháp thay thế ở khu vực khác hoặc là trong mạng lưới riêng, miễn phí, khi thời gian chờ đợi được coi là không hợp lý. Dụ luật 15 sẽ thành lập một cơ quan mới tên là Sante Quebec. Cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của mạng lưới. Trong khi đó, Bộ Y tế sẽ tập trung xác định các chính sách lớn, dự kiến sẽ có sự chuyển giao nhân sự. Cơ quan mới Santé Quebec này sẽ trở thành đơn vị tuyển dụng duy nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với các hội đồng sức khỏe khu vực. Các cơ sở dịch vụ sức khỏe và xã hội ở Quebec được tích hợp vào đó. Dự luật 15 là một phần của chiến lược của chính phủ thuộc Hiến lơ Cô để đạt được sự linh hoạt lớn hơn cho những người làm việc trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe. Hầu hết trong số họ hiện đang đình công đến ngày 14 tháng 12 với mong muốn là đàm phán lại hợp đồng tập thể của họ. các trường đại học tiếng Anh ở tỉnh bang Quebec đang đưa ra một đề nghị phản đối mới với chính quyền tỉnh bang Quebec, với hy vọng là sẽ làm thay đổi kế hoạch tăng học phí vào mùa thu tới. Đề xuất từ các trường đại học McGill, Concordia và Bishop là phiên bản sửa đổi của kế hoạch đã được trình bày vào tháng trước, bao gồm các khóa học tiếng Pháp thứ hai bắt buộc để giúp chống lại sự suy giảm tiếng Pháp trong tỉnh. Nhưng các trường đại học nói rằng chính phủ đã không đáp ứng lời đề nghị của họ. Thay vào đó, các trường muốn thấy hệ thống học phí theo cấp độ, với học phí là 9.000 đô la cho nghệ thuật và khoa học, 14.000 đô la cho kỹ thuật và 20.000 đô la cho y học, nha khoa và luật. Các khóa học tiếng Pháp và cơ hội làm việc vẫn là một phần của thỏa thuận. Việc tăng học phí sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế và sẽ tước đi một nguồn nhân tài trẻ quan trọng của tỉnh bang Quebec khi chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động. Hiệu trưởng trường McGill là Deep Sunny cho biết tại cuộc họp báo hôm 9 tháng 12. Ba cơ sở này cho biết họ đang phải đối mặt với sự sụt giảm lớn về số lượng tuyển sinh và cả trường đại học Concordia và McGill đều đã thực hiện việc đình chỉ tuyển dụng để giảm chi phí. Hiệu trưởng Sunny cho biết việc giảm số lượng tuyển sinh này có thể khiến cho McGill thiệt hại 94 triệu đô la hàng năm, khoảng 10% ngân sách hoạt động của trường. Thủ hiến Quebec François Legault cho biết điều quan trọng đối với ông là giữ McGill ở lại Quebec và hiệu trưởng Sunny hy vọng điều đó có nghĩa là Thủ Hiến sẽ sẵn sàng đàm phán với các trường đại học. Bốn nghi phạm tuổi teen đã bị giam giữ sau vụ đâm tại trạm Don Mills ở Toronto. Bốn nghi phạm tuổi teen đang bị giam giữ sau vụ đâm tại ga tàu điện ngầm TTC ở North York khiến cho một nạn nhân bị thương nặng, Cảnh sát Toronto đã được gọi đến trạm Don Mills vào khoảng 3 giờ 20 chiều thứ Bảy trước báo cáo về một số thanh thiếu niên đang dùng dao. Khi họ đến nơi thì cảnh sát đã phát hiện một thanh thiếu niên là nam giới với vết thương do bị đâm. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát cho biết bốn nghi phạm tuổi tiên khác đã bỏ trốn trên một chiếc xe bus TTC nhưng sau đó đã bị bắt giữ. Không có dịch vụ tàu điện ngầm giữa ga Leslie và Don Mills do vụ việc. công bố hình ảnh nghi phạm mới trong vụ cướp và đâm cảnh sát tại Best Buy ở Toronto cảnh sát đã xác định thêm hai nghi phạm và công bố hình ảnh của họ do có liên quan đến vụ trộm và vụ đâm khiến cho một sĩ quan bị thương ở Toronto vụ việc xảy ra vào thứ tư ngay trước buổi trưa tại Best Buy ở khu vực McCowan Road và Progress Avenue cảnh sát cáo buộc ba người đàn ông và một phụ nữ đã vào cửa hàng Best Buy và cố gắng rời đi mà không trả tiền cho một món hàng một sĩ quan cảnh sát Toronto đang ngoài giờ làm nhiệm vụ có mặt trong cửa hàng đã cố gắng ngăn cản bốn người bỏ chạy và đã bị đâm. Viên cảnh sát bị thương nặng ở cổ tay và được đưa đến bệnh viện. Các nghi phạm sau đó đã chất món đồ này vào một chiếc xe tải nhỏ Toyota Sienna màu xanh lam. Chiếc xe này đã được camera hành trình ghi lại mà cảnh sát công bố ngay sau vụ việc. Hôm thứ Sáu, cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ một người đàn ông 38 tuổi và Jim Dimse Kaluzovsky, 47 tuổi, đến từ Keswick, Ontario. Người đàn ông 38 tuổi sau đó đã bị bắt nhưng sau đó được thả mà không bị cáo buộc gì sau cuộc điều tra. Trong khi đó, Kaluzovsky vẫn chưa bị bắt và bị truy nã vì tội cướp của vũ khí, tấn công nghiêm trọng nhân viên, tấn công bằng vũ khí, cùng nhiều tội danh khác. Cảnh sát đã xác định thêm hai nghi phạm trong vụ án là Preston Kaladin, 48 tuổi, và Stalin Midwans, 42 tuổi, cả hai đều là cư dân Toronto và đều bị truy nã vì tội danh tương tự mà Kaluzovsky đang phải đối mặt. Nghi phạm thứ tư vẫn chưa được xác định. Bất cứ ai có thông tin hãy liên lạc với thám tử Jason Tanu theo số 416-808-4306 hoặc báo ẩn danh cho cơ quan ngăn chặn tội phạm Crime Stoppers. Bộ Y tế Canada và cơ quan thanh tra thực phẩm Canada (CFIA) gần đây đã ban hành thêm một số thông báo về việc thu hồi và cảnh báo đối với thực phẩm được bán trên cả nước. Theo cơ quan CFIA, các đồ thu hồi thực phẩm mới nhất ở Canada là do các chất gây dị ứng không được khai báo, nhiễm vi sinh vật dưới dạng vi khuẩn Clostridium botulinum và listeria, cũng như là các vấn đề an toàn thực phẩm khác cơ quan chính phủ khuyên là người dân không nên phục vụ sử dụng bán hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm bị thu hồi nào được liệt kê sau đây ngay cả khi nhìn từ bên ngoài nó trông không giống hoặc là có mùi như là đã có thể bị hư hỏng ngoài ra thì thực phẩm bị thu hồi phải được xử lý an toàn hoặc là trả lại nơi bạn đã mua để được hoàn lại tiền nếu người dân cho rằng bản thân đã bị bệnh do ăn phải các thực phẩm bị thu hồi cơ quan cfia khuyên là hãy nên liên lạc với bác sĩ ngay lập tức sau đây là các mặt hàng đang bị thu hồi. Thứ nhất là nước sốt, sauce và nước cốt súp là súp base thương hiệu Kobe Thine. Các sản phẩm đã được bán trực tuyến và tại tỉnh bang BC, Ontario, Saskatchewan và có thể là ở các vùng khác trên đất nước. Các sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm Ipo Laksa Curry Noodle Soup Base, Kem hyon Golden Fragrance Stir Fry Sauce, Curry Ayam, Malaysian Style Aromatic, curry paste, neon ya laska, curry noodle soup base, prawn curry, creamy prawn curry paste và say yellow day turmeric stew paste. Thứ hai là nấm enoki của Good Brand. Cảnh báo thu hồi thực phẩm đã được đưa ra đối với nấm enoki nhãn hiệu Good Brand được bán ở Ontario do có thể bị nhiễm khuẩn Listeria. Nhiều nhãn hiệu nước tăng lực có chứa caffeine các thương hiệu được thêm vào danh sách là 3D và 5 Hour có thể đã được bán trên cả nước và được bán trực tuyến. Tất cả các hương vị đều có chứa caffeine và không có nhãn song ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp. Thứ tư là bánh mì Bread Base Power Flax Keto Golden Low Carb Mix Flax Fry của thương hiệu Red Square. Sản phẩm này đã được bán tại tỉnh bang BC do có tạp chất bên ngoài ở dạng nhựa. Thứ năm là bánh Baked Wheat Cake with Octopus của Nissui. Sản phẩm đều được bán trên cả nước và bị thu hồi do chứa cá không được khai báo là một chất có khả năng gây dị ứng. Thứ sáu là nấm enoki tươi 100% của Oyahoho. -ja nấm enoki tươi 100% Fresh Enoki Mushroom nhãn hiệu Oyahoho -ja được bán ở tỉnh bang Ontario và Quebec có thể bị nhiễm khuẩn Listeria. Thứ bảy là thương hiệu hạt lanh Flax Scholar. Thông báo thu hồi đã được ban hành đối với các loại hạt lanh Flax say. Nhãn hiệu Scola được bán tại tỉnh bang BC do có tạp chất bên ngoài ở dạng mảnh nhựa. Ngoài các mặt hàng nêu trên thì một đợt bùng phát vi khuẩn Salmonella đang diễn ra đang được cơ quan y tế công cộng Canada theo dõi, có khả năng liên quan đến việc tiêu thụ dưa Cantaloupe còn được gọi là dưa vàng hay là dưa lưới, nhãn hiệu Melisita và Rudy. Tính đến ngày 7 tháng 12, đã có 129 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm mắc bệnh Salmonella. Liên quan đến đợt bùng phát này ở các tỉnh, BC có 15 người, Ontario có 17 người, Quebec có 91 người, Prince Edward Island có 2 người, New Brunswick có 2 người và Newfoundland có 2 người. Cho đến nay thì có 44 người đã phải nhập viện và 5 trường hợp tử vong đã được báo cáo. Một số công ty bảo hiểm đang tăng phí nếu xe của bạn có nguy cơ bị đánh cấp cao hơn. Ngành bảo hiểm đã thiệt hại 1 tỷ đô la là vì nạn trộm xe hơi vào năm ngoái, trong đó chỉ riêng tỉnh bang Ontario đã thiệt hại 700 triệu đô la. Trong bối cảnh không có dấu hiệu cho thấy trộm cấp sẽ thuyên giảm, một số công ty bảo hiểm đang thêm các khoản phụ phí nếu bạn lái chiếc xe có nguy cơ bị đánh cấp. Theo Ritz ca một số công ty bảo hiểm đang tăng phí bảo hiểm. Nếu chiếc xe của bạn được coi là có nguy cơ bị trộm cấp cao hơn, một phần là do họ phải bồi thường những tổn thất bảo hiểm lớn trong một số trường hợp, bạn sẽ bị trả thêm tới 500 đô la nếu xe của bạn nằm trong danh sách bị đánh cắp nhiều nhất. Theo Reds.ca, có trường hợp một nam tài xế 35 tuổi ở Toronto chưa từng có tiền án. Lái chiếc xe Honda CRV 2020 đã chứng kiến mức bảo hiểm toàn diện của anh ta tăng 26% so với năm ngoái. Một số công ty bảo hiểm thì đang đề nghị lắp đặt hệ thống theo dõi trên các chiếc xe mà có nguy cơ bị trộm cao và nếu bạn không làm điều này, phí bảo hiểm xe của bạn có thể bị gia tăng. Vì vậy, khi mua một chiếc xe, bạn nên kiểm tra trước số tiền bảo hiểm của mình và xem xét những chiếc xe có thể rẻ hơn để mua bảo hiểm. Hãy nói chuyện với nhà môi giới hoặc là đại lý bảo hiểm rõ ràng trước khi bạn ký những giấy tờ mua chiếc xe vì bạn phải tính chi phí bảo hiểm và toàn bộ chi phí sở hữu chiếc xe. Là một người tiêu dùng, nếu bạn nhận được một lá thư gia hạn và nhận được yêu cầu là trả thêm khoản phụ phí 500 đô la hoặc bất kỳ loại phụ phí nào, chỉ vì bạn sở hữu xe có rủi ro bị đâm cấp cao, đây chắc chắn là thời điểm tốt để bạn nên xem xét đi shop để lựa chọn những công ty bảo hiểm khác, có thể để tìm ra một ưu đãi tốt hơn hoặc là ít áp đặt phụ phí hơn. Sở hữu xe hơi ngày càng đắt đỏ ở Canada và một cuộc khảo sát mới cho thấy đây là số tiền mà bạn sẽ tiêu tốn. Việc sở hữu một chiếc xe hơi ngày nay đang trở nên xa xỉ hơn vì giá xe và các chi phí liên quan đã tăng cao và khi các thiết kế này ngày càng phát triển cho mục đích an toàn và tiết kiệm nhiên liệu hơn, thì việc sửa chữa chúng cũng sẽ tốn kém hơn. Theo một báo cáo mới của JD Power Canada, người Canada sẽ chi hơn 9 tỷ đô la cho việc sửa chữa và bảo dưỡng xe hơi trong năm nay. Nghiên cứu này dựa trên phản hồi của hơn 8.000 chủ sở hữu xe hơi ở Canada, sở hữu xe có tuổi đời từ 4 đến 12 năm tuổi. Kết quả cho thấy các chủ sở hữu được khảo sát đã chi trung bình 432 đô la cho mỗi lần ghé kiểm tra xe tại đại lý, là mức tăng so với chi phí cho mỗi lần ghé vào năm 2022 là 394 đô la. Số lượng ghé để kiểm tra tại các cửa hàng độc lập cũng tăng lên. Vào năm ngoái, một lần ghé cửa hàng sẽ có giá khoảng 247 đô la. Năm nay con số đó đã tăng lên 262 đô la. Lý do khiến cho giá tăng đột biến đó là lạm phát một lý do khác khiến cho chi phí sở hữu ngày càng gia tăng là vì ngày nay các mẫu xe an toàn hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn nghĩa là chúng sẽ tốn kém hơn khi sửa chữa khi có vấn đề xảy ra chẳng hạn một chiếc xe hơi đời mới có thể có tất cả các loại cảm biến và camera cần được thay thế có thể yêu cầu hiệu chỉnh và điều đó có thể khiến cho chi phí tăng gấp đôi hoặc là gấp ba ngành công nghiệp xe hơi cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thợ cơ khí và khi phương tiện trở nên phức tạp hơn thì cần phải đào tạo nhiều hơn để theo kịp công nghệ. Khi mua một chiếc xe hơi mới hoặc là đã qua sử dụng, bạn nên nghiên cứu để xem chiếc nào có hồ sơ theo dõi đáng tin cậy, vì ngay cả khi bạn phải trả nhiều tiền hơn cho một chiếc xe, điều đó có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí sửa chữa tốn kém sau này. Khi chiếc xe của bạn trở nên cũ đi, nhiều khả năng là bạn sẽ phải kết hợp việc bảo dưỡng định kỳ với những sửa chữa cần phải thực hiện. Chi phí để mua nhu yếu phẩm cơ bản ở thành phố Calgary thậm chí còn cao hơn ở Vancouver và Toronto. Ở thời điểm hiện tại, chi phí để mua những nhu yếu phẩm cơ bản ở thành phố Calgary đã cao hơn bất kỳ thành phố lớn nào khác trong nước, bao gồm Vancouver và Toronto, theo thước đo giỏ thị trường vừa được cập nhật của thống kê Canada StatCan. Thước đo giỏ hàng thị trường là thước đo chính thức của Canada về tình trạng nghèo đói dựa trên thu nhập hộ gia đình. Thước đo này xác định một gia đình bốn người sẽ phải kiếm bao nhiêu để có được mức sống cơ bản và được tính bằng chi phí của một giỏ hàng hóa và dịch vụ cơ bản, bao gồm thực phẩm, quần áo, chỗ ở và phương tiện đi lại. Các gia đình được coi là sống dưới mức nghèo đói nếu thu nhập khảo dụng của họ thấp hơn thước đo giỏ hàng thị trường của thành phố. Theo đó, dữ liệu mới từ năm 2022 cho thấy thước đo giỏ thị trường hàng năm của Calgary là 55.771 đô la tăng từ mức 51.861 đô la của năm ngoái. Con số này được so sánh với 55.727 ở Vancouver và 55.262 ở Toronto. Edmonton ở vị trí thứ tư với 55.225 đô la và Ottawa Gatineau thì ở vị trí thứ năm. Theo Charles San Arnold, nhà kinh tế trưởng của trung tâm Alberta cho biết, ông không ngạc nhiên trước những con số này. Trong khi nhà ở thường được biết đến là có giá cả cao hơn ở hai thành phố lớn, thì các hàng hóa và dịch vụ khác thì lại có giá cao hơn ở tỉnh bang Alberta. Chẳng hạn như là điện và bảo hiểm. Nhưng ông Sanano cho biết chỉ riêng thước đo giỏ thị trường không nói lên toàn bộ câu chuyện. Mặc dù những chiếc giỏ hàng thị trường của người dân Calgary đắt hơn, song có thể người dân ở các tỉnh bang khác sẽ cảm thấy khó khăn hơn. Nguyên nhân là do người dân ở đây vẫn có thu nhập cao hơn phần còn lại của đất nước. Theo dữ liệu điều tra dân số mới nhất, thu nhập việc làm trung bình trên mỗi cá nhân của người dân Alberta vào năm 2020 là 41.600 đô la, vẫn thấp hơn thước đo giỏ hàng thị trường của Calgary đối với một hộ gia đình, nhưng cao hơn tỉnh bang Ontario và tỉnh BC ở mức 38.000 đô la mỗi một nơi. Một xu hướng nhập cư ngược là xu hướng mới nổi lên trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Canada gia tăng giấc mơ canada thậm chí lại đang trở thành cuộc chiến sinh tồn của nhiều người nhập cư do chi phí sinh hoạt cao và thiếu tiền thuê nhà trong khi đó với số lượng người nhập cư ngày càng gia tăng cũng đã khiến cho những người mới đến canada buộc phải trở về quê hương của họ thủ tướng Justin Trudeau đã biến việc nhập cư thành vũ khí chính để giảm bớt thách thức lớn của canada về dân số già đi và chậm lại đồng thời giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Điều đó đã khiến cho dân số Canada tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 6 thập kỷ trong năm nay, thống kê Canada cho biết. Nhưng bây giờ sự đảo ngược xu hướng đó đang dần chiếm ưu thế. Dữ liệu chính thức cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2023, khoảng 42.000 người đã rời Canada, cộng thêm 93.818 người rời đi vào năm 2022 và 85.927 người xuất cảnh vào năm 2021. Theo một báo cáo gần đây của Viện Quốc tịch Canada ICC Tỷ lệ người nhập cư rời Canada đã đạt mức cao nhất trong hai thập kỷ vào năm 2019. Trong khi các con số này đã giảm xuống trong thời gian phong tỏa vì đại dịch, thì dữ liệu của thống kê Canada cho thấy con số này một lần nữa lại tăng lên. Mặc dù đó chỉ là một phần nhỏ trong số 263.000 người đến đất nước này trong cùng thời kỳ, nhưng làn sóng di cư gia tăng đều đặn đang khiến cho một số nhà quan sát cảnh giác. Đối với một quốc gia, một phần dựa trên những người nhập cư Xu hướng người dân rời khỏi Canada ngày càng gia tăng sẽ có nguy cơ làm suy yếu một trong những chính sách đặc trưng của chính phủ thủ tướng Justin Trudeau. Vốn đã cấp quyền thượng trú cho con số kỷ lục 2,5 triệu người chỉ trong 8 năm. Trong một báo cáo tháng 9, Royal Bank of Canada cho biết, trung bình ở Canada cần khoảng 60% thu nhập hộ gia đình để trang trải chi phí sở hữu nhà, con số này tăng lên khoảng 98% ở Vancouver và 80% ở Toronto. Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần để thấy thu nhập mang về nhà của bạn giảm sút bắt đầu từ tháng sau do thuế gia tăng. Cả kế hoạch hưu trí Canada là CPP và Bảo hiểm việc làm EI liên bang sẽ có những thay đổi và kết quả là ảnh hưởng đến khoản lương mang về nhà của bạn. Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada CFIB đã cung cấp bản phân tích chi tiết về những gì sẽ xảy ra với người lao động và người sử dụng lao động trong năm mới. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, mức đóng bảo hiểm EI sẽ tăng lên từ mức 1 đô la 63 sen lên 1 đô la 66 sen cho mỗi 100 đô la lương đối với nhân viên và từ mức 2 đô la 28 sen lên 2 đô la 32 sen cho mỗi 100 đô la đối với người sử dụng lao động. Không chỉ tỷ lệ phí bảo hiểm EI sẽ tăng lên, mà hàng năm nhân viên trả vào EI cho đến khi họ đạt đến ngưỡng thu nhập tối đa được bảo hiểm được gọi là thu nhập có thể bảo hiểm tối đa hoặc là MIE. Vào năm 2024 thì con số đó cũng sẽ tăng lên từ 61.500 đô la lên 63.200 đô la vào năm 2023. Điều này có nghĩa là khoản đóng góp EI hàng năm tối đa cho người sử dụng lao động sẽ tăng thêm 65 đô la 34 cent lên mức 1.468 đô la 77 cent cho mỗi một nhân viên. Khi nói đến đóng góp cho hưu trí CPP, mức trần hàng năm phải trả là 5,95% và mức đóng góp tối đa sẽ là 3.867 đô la 50 cent, tăng từ mức 3.754 đô la 45 cent vào năm 2023. Theo chính phủ liên bang, số tiền thu nhập tối đa phải đóng vào khu trí CPP sẽ là mức 68.500 đô la, tăng từ mức 66.600 đô la vào năm 2023. Mức trần CPP thứ hai cũng sẽ được thực hiện vào năm 2024. Theo đó thì người lao động có thu nhập trung bình và người sử dụng lao động của họ sẽ đóng góp 4% cho thu nhập từ mức 68.500 đô la và 73.200 đô la, nghĩa là người sử dụng lao động và người lao động sẽ đóng góp tối đa là 188 đô la. Liên đoàn doanh nghiệp CFIB lưu ý rằng những thay đổi này sẽ khiến cho thuế trả lương đối với người sử dụng lao động tăng thêm 366 đô la cho mỗi nhân viên và tổng số tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho CPP và EI có thể lên tới 5.524 đô la cho mỗi nhân viên vào năm tới. Điều này không tính đến vị trí của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào vị trí, người sử dụng lao động có thể phải trả từ 3 đến 7 loại thuế tiền lương khác nhau. Sau đây mời quý vị xem một số hình ảnh Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Canada là Christine Sinclair đã kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế trong trận đấu chia tay đầy cảm xúc. Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Canada là Christine Sinclair mang số 12 đã tri ân và chào khán giả những người hâm mộ cô sau khi Canada đánh bại Úc 1-0 trong trận đấu bóng đá giao hữu quốc tế cuối cùng của cô ấy tại Vancouver vào thứ ba ngày 5 tháng 12. Sinclair 40 tuổi đã xuất hiện 331 lần và đây là lần xuất hiện cuối cùng của cô cho Canada. Trong khi đó, siêu sao bóng đá Lionel Messi đã được vinh danh là vận động viên của năm của tờ Time Magazine. Lionel Messi đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time với tư cách là vận động viên của năm của tạp chí này. Những điểm đến du lịch nào đang theo xu hướng? Khi chúng ta sắp kết thúc năm 2023, báo cáo của Skyscanner cho thấy Du khách Canada đang cân nhắc Bridgetown, Barbados là điểm đến cho kỳ nghỉ tiếp theo của họ. Theo dữ liệu, số lượt tìm kiếm chuyến bay từ Canada đến Bridgetown trên Skyscanner trong tháng 12 đã tăng 52%. Tại sao Bridgetown, Barbados lại là điểm đến thịnh hành của du khách Canada? Mong muốn đi du lịch đến Bridgetown đã bắt kịp xu hướng du lịch năm 2024. Cho thấy người Canada đang tìm kiếm cuộc sống trên đảo, với 3 trong số 10 địa điểm du lịch hình thành nhất năm 2024 của Skyscanner là các điểm đến trên đảo. Laura Lindsay, chuyên gia về xu hướng du lịch và điểm đến của Skyscanner giải thích, tháng 12 này, người Canada đang tìm cách thoát khỏi nhiệt độ mùa đông giảm mạnh để đến thời tiết nắng hơn ở Bristol. Cao điểm của mùa lễ hội bắt đầu vào tháng 12 dành cho những du khách muốn thoát khỏi mùa đông khắc nghiệt ở Canada và tận hưởng niềm vui tột cùng dưới ánh nắng mặt trời. Cho dù bạn đang tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi thư giãn trên Colorado Bay, muốn khám phá văn hóa về lịch sử phong phú của thành phố Viện Bảo tàng và Kiến trúc, hay khao khát chạy bộ dưới ánh nắng mặt trời tại giải Run Barbados Marathon, tháng 12 là thời điểm hoàn hảo để người dân Canada tới Bridgetown. Chi phí đi Bridgetown Barbados vào tháng 12 từ các thành phố của Canada là bao nhiêu? Dựa trên dữ liệu tìm kiếm của Skyscanner cho các chuyến bay đi và đến Bristol từ các sân bay ở Canada, chuyến bay khứ hồi giá rẻ nhất từ Toronto là từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 với giá là 450 đô la. Bay từ Vancouver từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 sẽ có giá là 637 đô la. Nếu bay từ Montreal, chuyến đi từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 sẽ có giá thấp nhất là 468 đô la một số khách sạn được xếp hạng hàng đầu cho kỳ nghỉ tại bridgetown bao gồm o2 beach club and spa all inclusive của ocean hotels sugar bay barbados all inclusive và courtyard by marriott bridgetown barbados bí quyết để chúng ta giữ hành lý không bị thất lạc khi đi máy bay ở canada Mùa nghỉ lễ là thời gian lễ hội nhưng bận rộn đối với du khách, đặc biệt là vào dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Hoạt động du lịch gia tăng trong thời gian này có thể dẫn đến sự thất vọng, bao gồm nguy cơ thất lạc hoặc là thất lạc hành lý. Theo First Move International, khoảng 26 triệu hành lý đã bị thất lạc trong chuyến du lịch hàng không vào năm ngoái, làm tăng thêm căng thẳng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ. Khi bạn bắt đầu cuộc phiêu lưu để đoàn tụ với những người thân yêu, hãy bảo đảm hành lý của bạn luôn ở bên bạn sáu mẹo sau đây để giữ hành lý của bạn an toàn và nguyên vẹn trong kỳ nghỉ lễ thứ nhất là chọn chuyến bay thẳng thay vì quá cảnh điều này có thể giảm thiểu nguy cơ thất lạc hành lý của bạn nếu bạn phải đi chuyến bay có thời gian quá cảnh thì hãy chọn chuyến bay dài hơn để nhân viên có thêm thời gian chuyển hành lý cho bạn hãy nhớ rằng nhiều thời gian hơn có nghĩa là ít sai sót hơn air Canada cho biết bạn không cần phải chuyển nhà ga hoặc là kiểm tra lại hành lý của mình khi đi qua các sân bay Toronto Montreal, Vancouver và Calgary vì chúng sẽ tự động được chuyển sang chuyến bay Air Canada tiếp theo của bạn. Thứ hai là hãy cắt bỏ thẻ tag hành lý cũ. Hãy cắt bỏ mọi thẻ tag hoặc là nhãn dán từ hãng hàng không trước đó mà bạn đã đi. Điều này có thể giúp nhân viên hàng không xác định các thẻ tag gần đây nhất và tránh nhầm lẫn với các thẻ tag trước đó. Nếu lỡ hành lý của bạn có bị thất lạc, bạn sẽ dễ dàng được tìm thấy nó và trả lại hành lý. Nếu hành lý đó chỉ có gắn thẻ tag gần đây nhất, bạn thậm chí có thể in thẻ hành lý của mình để tiết kiệm thời gian thứ ba là tự viết thẻ hành lý tức là baggage tag việc chúng ta tự viết và gắn vào một thẻ hành lý tức là baggage tag tương đối bền và mang tính khác biệt trong đó vẫn cung cấp thông tin liên lạc cập nhật sẽ giúp xác định vị trí đồ đạc của bạn sau chuyến bay và ngăn người khác nhầm lẫn vali của bạn với vali của họ thứ tư là giữ một bản sao bằng giấy của tất cả mọi thứ first move international cũng gợi ý rằng việc giữ một bản sao bằng giấy về thông tin liên lạc và hành trình của bạn trong hành lý sẽ hữu ích để nhận dạng nếu có bất kỳ thẻ thác hãng hàng không nào của bạn bị rơi. điều này cũng sẽ giúp nhân viên trả lại hành lý thất lạc cho bạn dễ dàng hơn. thứ năm là mua thiết bị theo dõi hành lý. đầu tư vào thiết bị theo dõi hành lý gps chất lượng tốt như là airtag hoặc là Tile Mate để theo dõi nơi ở của vali từ điện thoại là một cách để theo dõi đồ đạc của bạn điều này cũng sẽ giúp bạn yên tâm trong suốt chuyến bay và giúp bạn dễ dàng xác định vị trí hành lý của mình hơn nếu bị thất lạc giờ đây thì bạn có thể theo dõi hành lý trên một số chuyến bay nội địa canada của air Canada tính năng theo dõi của hãng sẽ được mở rộng sang các chuyến bay ở hoa kỳ vào năm sau và cuối cùng là một số chuyến bay quốc tế thứ sáu là hãy chụp ảnh selfie với hành lý chụp ảnh túi sách của bạn để có mô tả rõ ràng về hình dáng của chúng sẽ giúp ích bạn thậm chí có thể chụp ảnh selfie với những chiếc túi để chứng minh là bạn là chủ sở hữu hợp pháp của chúng. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, 1 đô la Canada hiện đang đứng ở mức 0,7359 đô la Mỹ và bằng 0,6841 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 17.824 đồng Việt Nam. 1 đô la Mỹ tương đương 24.224 đồng Việt Nam. Giá vàng đang đứng ở mức 2 đô la Mỹ một ounce, tương đương 2.725 đô la Canada. Vừa rồi là bản tin tức Canada nổi bật trong cuối tuần. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi phần điểm tin thế giới nổi bật vào cuối tuần cùng với Hoàng Anh. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và một tuần mới, nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Xin chào gặp lại quý vị trong phần điểm tin thế giới.